Xa xôi thiên ý nữ trình, không gặp đồng đạo bằng mình hoặc hơn. Thà rằng vững bước cô đơn, chẳng lên bè bạn với phường ngu si. Đó là bản phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức ạ. Một lần nữa con kính mình để cho Đức Tăng và xin nhường mic này cho Rung ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Con thành kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài câu kinh Pháp Cú số 61. Cha Đành Chê Na thi gác chay giá say yang sa di samat tano e kachari yang dan hang kajira na thi ba le sa ha yata tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình không làm bạn kẻ ngu. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Xa xôi thiên lý lữ trình, không gặp đồng đạo bằng mình hoặc hơn. Thà rằng vững bước cô đơn, chẳng nên bè bạn với phường ngu si. Đó là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con xin kệ. Charan che na thi ga chay ya say yang sa di samat tano e ka chari yang dan hang ka yira na thi ma le sa ha ya ta. Dạ con xin hết ạ. Xin mời cô Tu Tuệ Duyên ạ. À, cô Rạng Đông tiếp theo ạ. Sa thú thành kính tri ân Đại Đức Tuệ Đức. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tham Ma Cha Rí, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin đọc câu Pháp Cú số 61. Cha Ram Chê Na Thi Các Chay Gia Say Yang Sa Di Sa Ma Ta Nô E Ka Cha Ri Yang Đàn Hằng Ka Di Ra Na Thi Ma Lê Sa Ha Ya Ta. Cha Ram Chê Na Thi Các Chay Gia Say Yang Sa Di Sa Ma Ta Nô E Ka Cha Ri Yang Đàn Hằng Ka Di Ra Na Thi Ma Lê Sa Ha Ya Ta. Cha Ram Chê Na Thi Các Chay Ya Say Yang Sa Di Sa Ma Ta Nô E Ka Cha Ri Yang Đàn Hằng Ka Di Ra Na Thi Ba Lê Sa Ha Ya Ta. Tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình không làm bạn kẻ ngu. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cha Ran Che Na Thi Các Che Ya Say Yang Sa Di Sa Ma Ta Nô E Ka Cha Ri Yang Đàn Hằng Ka Di Ra Na Thi Ba Lê Sa Ha Ya Ta. Xa xôi thiên lý lữ trình, không gặp đồng đạo bằng mình hoặc hơn. Thà rằng những bước cô đơn, chẳng nên bè bạn với phường ngu si. Bản dịch Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô Tuệ Duyên. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Khai Gia. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào đạo tràng. Dạ cảm ơn Rạng Đông, Nhật Quỳnh, Quang Thanh đã cho biết nghe rõ. Dạ cảm ơn Bụt. Bây giờ tự nhiên xin ôn bài kinh Pháp Cú số 61.
cha rành chê na thi gác chày giá tay dằn ta y sa mát ta nô e cá cha ki dằn đá hằng cá dĩ ra nát thi bà lê sa hà giá tà cha rành chê na thi gác chày giá tay dằn Tây yang adi matano Eka chari yang dahang kaji ra Nati bale sahayata Charan che na thigat chay ya Say yang ta di samatano Eka chati yang dang kajira Nati bale sahayata Tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình Thà quyết sống một mình không làm bạn kẻ ngu. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Tuệ. Xa xôi thiên lý lữ trình, không gặp đồng đạo bằng mình hoặc hơn, thà rằng vững bước cô đơn, chẳng nên bè bạn với phường ngu si. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Dân Đức. Dạ, tự nhiên đã ôn bài xong. Dạ, bây giờ kính mời chị Cẩm Vân ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 61. Cha ranh chê na thi gáp chê giá xây dân xá đi xá mát tá nô ê cá chá trí giác đàn hằng cá dí ra nát thí ba đề xá hà giá ta Chá ranh chê na thí gáp chê giá Xây dần xá lý xá mát tá nô Ê cá chá rí dần đàn hằng cá dí ra Nát thí ba lê xá hà giá ta Chá ranh chê na thí gáp chê giá Xây dần xá lý xá mát tá nô Ê cá chá rí dần đàn hằng cá dí ra nát thí bà lê xá hà giá ta tìm không được bạn đường hơn mình hoặc bằng mình thà quyết sống một mình không làm bạn kẻ ngu bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu xa xôi thiên lý lữ trình không gặp đồng đạo bằng mình hoặc hơn Thà rằng vững bước cô đơn chẳng nên bè bạn với phường ngu si Bản phổ thơ của Hòa Thượng Dưới Đức Dạ, Cẩm Vân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Sip Trần Đạo Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ Con kính đảnh lễ chân tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tự Đức tôn đức tăng kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên kính chào với anh chị đạo tràng con xin kể kinh pháp cú số 61 ạ cha thân chê na thì gặp thân chê giá sĩ dân xa đi xa mà hết xa na để ca cha đi cha đã thăm ca di hóa nát
chay ya say yang sa di sa mat ta na ki ta di yang ba tham ka di ya at ki ta le sa tìm không được bạn được hơn mình hay bằng mình. Thà biết sống một mình không làm bạn kẻ hư, đó là khẩu thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chà răng chê ma thì đắp chê giá, sẽ dân xa đi sợ mặt ta mà. Tại cả chay giá đã hãy ca dư phá, đắp chê ba lê xa giá ta. Xa xôi thiên lý lãng trình, không gặp đồng đạo bằng mình hoặc hơn, thà rằng diễn với cô đơn chẳng nên bè bạn với người hưu si, đó là khổ thơ của Hoàng Thượng Như Đất. Dạ con đã kể xong ạ. Dạ xin lỗi xin kính cảm ơn quân đó cho nên đã góp bài. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư quý bà quý cô tu nữ, và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu phát cú số 61. Chà rằng chề nà thi gắt chề giá xây dằng xa đi xa mắt ta nồ ê ca chà rị dằng đàn hằng ca dì ra nắp thi bà lề sát hà giá ta. Tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình không làm bạn kẻ ngu, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cà răng chê na thì gánh chê giá, xế dân xa đi xa mắn ta nô ê ca cha ri yang đà hăng kha di la nan thi ba lê sa ha ya ta. Cha ran che na thi gan che ya se yang sa di sa man thi nu ê ca cha ri yang đà hăng kha di la na thi ba lê sa ha ya ta. Xa xôi thiên lý lữ tình, không gặp đồng đạo bằng mình hoặc hơn, thà rằng vững bước cô đơn chẳng nên bè bạn với phường ngu si, của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con kính tri ân ông quý sư quý bà quý cô thường, con kính mời vị kế tiếp. Dạ Nam Mô Bố Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Khà Dạ. Dạ xin cảm ơn cô Quang Thanh, xin cảm ơn cô Đặng Đông, cô Nhật Quỳnh đã cho biết lời nghe dạ. Dạ cảm ơn cô Tài Viên. Dạ con Tham Ma Cha Di, kính đánh lễ thần tòa Minh Hạnh, kính đánh lễ Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ cô Tuấn Tài Viên, kính chào toàn thể quý vị. Dạ, dạ cảm ơn chú Bát Thà Ná. Dạ sau đây con xin phép được trả bài Pháp Cú Kinh 61 ạ. Cha ranh chê na thì gan tranh giá, say đắng xa đi xa mắn ta lô. Ê ca cha di chẳng đàn hăng ca di dân, đà thi ba lê xa ha chẳng ta. Cha ranh chê na thì gan tranh giá, say yang sa di sa man ta nu e ka cha ri yang dan hang ka ri yang na ti ba le sa hai ya ta cha rang che na thi gan chay ya say yang sa di sa man ta nu
ê ca cha ri chăng đàn hằng ca thi chăng đa thi pa lê sa ha ra ta tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình không làm bạn kẻ ngu. Đó là thổ thư của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Xa xôi thiên lý ngũ trình, không gặp đồng đạo bằng mình hoặc hơn, thà rằng vững bước cô đơn, chẳng nên về bạn với phường ngu si. Đó là thổ thư của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã trả bài xong rồi, mời cô Nhật Quỳnh nha. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh và Đại Đức Tuệ Đức và Đại Đức Tuệ Nhẫn. Và con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ Tuệ Duyên và cô tu nữ Thăm Mái Trí Giá. Và kính chào đạo tràng, con xin đọc bài câu pháp cú 61. Cha rành chề nà thi gách chầy giá xây rằng sa đi sa mát ta nô e ca cha ri rằng đàn hằng ca ri ra na thi bà lề sa hà ya ta cha rằng chề na thi cách chầy ya xây rằng sa đi sa mát ta nô e ca chi ri rằng đàn hằng ca hi ya nát thi ba lê sa hà ya ta. Tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình không làm bạn kẻ ngu, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Chà danh chê na thì gánh chây ya xây răng xa đi xa mát ta nô ê ca chi di răng đàn hằng ca di ra nát ti ba lê sa ha ya ta chà danh chê na thì gánh chay ya xây sang xa đi sa man ta nô ê ca cha di răng đàn hằng ca di ra nát ti ba lê sa ha di ta. Xa xôi thiên lý lữ trình, không gặp đồng đạo bằng mình hoặc hơn, thà rằng vững bước cô đơn, chẳng nên bè bạn với phường ngu si. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đọc xong và kệ xong, con xin xuống mic ạ. Dạ sa thủ, sa thủ, kính cảm ơn Quang Thanh. Nam Mô Bụt Tha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn rạng đông cho Nhật Quỳnh biết được tính này. Dạ sa thủ, sa thủ, chúng con thành kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Thâm Má Cha Rí đã hoan hỷ lên ôn bài cùng chúng con. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Quang Thanh. Xích Thi Na, xích Trần Đạo, Cẩm Vân, xích rạng đông đã hoan hỷ lên ôn bài. Dạ Nhật Quỳnh cũng thấy hết giờ nên không dám mời Vinh Quát Tha Ná nữa. Dạ con trước nhất con xin sám hối với Đại Đức Tuệ Nhẫn và Phật tử vào đạo tràng rung Phật đăng pháp của kinh chuyên đề đầu giờ ôn bài, thì chúng con cùng thỉnh sư ôn bài xong rồi để đến 7 giờ thì chúng con cùng thỉnh sư giảng pháp để cho đạo càng chúng con được ôn bài. Như ngày hôm nay thì coi như con và Quỳnh Quốc Thành Á không được ôn bài rồi, tại vì hết giờ. Nên con kính mong sư hoan hỷ cho con ạ. Dạ, để thời gian cho Phật tử ôn bài, người ta hoan hỷ người ta mới vào nghe pháp. Chứ nếu mà vào nghe pháp không thì người ta không ôn bài thì tội nghiệp rạng đông lắm, rạng đông mở rung rồi ngồi một mình không ở bạch sư. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Tuệ Nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá.
Nam mô ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử, có năm thầy tin giữ pháp từ. Đó là Nhơn Kiều Trận Như, được niệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chân thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nơi đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng chuyên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 62. Như bình kính cảm ơn Minh Quách Thanh Á đã cho bài học, cảm ơn Khẳng Đông. Và bây giờ con kính nhân Bích Đến Sư. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân Bích Đến Sư ạ. Dạ. Bây giờ chúng ta đi vào học pháp, chúng ta nghiêm tình thương cầu ý đành lễ ân đức Tam Bảo. Arahang samma sambuddho bhagava buddham bhagavantang avivadeyami svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami. Subhatipanno bhagavato sāvaka saṅkho saṅkhaṁ namassāmi. Con xin nghiêm tịnh thân cầu ý cung kính đảnh lễ ân đức ba ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, ngài đã diệt tận vô minh và phiền não. Ngài thật xứng đáng cả thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân cầu ý cung kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chi chữa lành các căn bệnh nơi chúng sanh. Với những ai niềm tin chân chánh, nghe và thực hành theo giáo pháp, người ấy sẽ tận diệt được phiền não ngay trong đời này. Con xin nghiêm tịnh thân cầu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài đã mô phạm của quần sanh là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến tăng của người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và sớm thành tựu các ba la mật để chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Phước lành phát sanh nên kính dâng đến chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời đế thích cùng chư đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư già xoa, nông vương, càn thác bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, Atuna, diêm chúa và các cô tu nữ cùng chư Phật tử ở gần ở xa ở khắp mọi nơi. Xin quý ngài quý vị tùy hỷ phước báu thanh cao này để được sự an lạc, tấn hóa lâu dài và sớm hiểu chi được giáo pháp trong đời sống của mình. Nam mô Bụt Tha Giá. Hôm nay chúng ta học về câu kệ rất là hay, đó là câu số 62 và chúng con xin đọc. Utta Matthi Tha Nam Matthi Itipano Uy Hành Nhất Tí Atta Hí Atta Nô Lát Thí Hú Tô Bút Ta Cú Tô Tha Năng. Tôi có các con trai, tôi có các tài sản, nghĩ thế kẻ ngu bị sầu khổ. Chính bản thân còn không thuộc về của mình thì các con trai sao có được tài sản, có được sao? Khi nào chúng ta sờ vào nước, chúng ta chỉ thấy
có cái lạnh và có cái nóng ở đó. Đó không phải là tài sản. Khi nào chúng ta cầm cái cục vàng và chúng ta cầm một cái cây gậy hay một cục đất, nó chỉ là tính cứng, tính mềm và cái nhận biết cứng và mềm. Thì ở đó không có tài sản. Ở đó có niết bàn. Các bạn thích điều nào? Khi nào chúng ta nghe chỉ có thấy âm thanh và cái nghe, ở đó không còn cái gì khác và thế giới đó diệt đi ngay tức khắc và không bao giờ xâm trở lại nữa. Ở đó có vô ngã, ở đó có niết bàn, ở đó có pháp, không có con người. Và hiện giờ ở đây đang có pháp rất là thực, nhưng vô minh che mất đi thực tánh của chúng. Và chúng ta luôn luôn chạy theo ngôn từ và quên mất chính mình. Đó là sự tai hại nhất. Và hãy luôn luôn nhớ cái điều này thật là sâu. Và đừng chạy đi khỏi cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm. Ngay giờ đây các bạn không có con cái nào cả, bởi vì các bạn đang hướng tâm về nghe pháp thì không có suy nghĩ là con cái, phải không? Như vậy không có con cái ở đây. Chỉ khi nào suy nghĩ nghĩ về nhà cửa con cái, chỉ có ở trong suy nghĩ. Và suy nghĩ thì không có con cái nào cả. Nó là một pháp. Pháp đó là pháp gì? Nó không phải là nghe, không phải là thấy, không phải là ngửi, không phải là nếm, không phải là cảm thọ, không phải là tư, không phải là tâm. Nó là một chi pháp. Đó là tầm, tâm sở và chính là suy nghĩ. Như vậy, mỗi pháp chúng ta cần phải được hiểu rõ trong từng khoảnh khắc của nó. Thì chúng ta sẽ thấy Đức Phật nói câu kệ này: con tôi, tài sản tôi, người ngu nghĩ như thế, thân ta còn không có, còn đâu tài sản đâu. Phải không? À. Cái từ Puttamatthi, Thanammatthi, Itipano, Vihanyati. Tôi có các con trai, tôi có tài sản, nghĩ như thế, kẻ ngu bị sầu khổ. Thế kiếp trước chúng ta ở đâu tới? Cha mẹ chúng ta là ai? Và bây giờ như thế nào? Chúng ta hoàn toàn không biết. Chỉ là một giấc mơ. Và rồi cha mẹ, tài sản trong kiếp này, ngày mai có thể chúng ta bỏ lại. Và đi mãi mãi, không bao giờ quay lại cái thế giới này. Cha mẹ này, anh em này, dầu chúng ta có quay lại bằng một cái hình thức thân xác khác thì chúng ta cũng không còn nhớ gì về kiếp trước của mình nữa. Bởi vì sao? Bởi vì không có ai, không có con người nào trong các pháp, mà chỉ có quả luân, nghiệp luân và phiền não luân. Chỉ có các danh và sắc. Như vậy, con cái, cha mẹ cũng chỉ là nhân duyên và khái niệm mà thôi. Phải không? Chúng ta cần thể hiện được. Xúc thì không phải là con cái, phải không? Thấy thì không phải là con cái, nghe thì không phải con cái. Cứng mềm thì làm sao là con cái được? Cảm thọ thì làm sao là con cái được, phải không? Xúc, thọ, rồi tưởng nhớ thì không phải là con cái ha. Tầm thì không phải là con cái, chánh niệm thì không phải là con cái, sân ganh tị tật đố thì không phải là con cái. Và những cái này nó là thực trong đời sống hàng ngày, nó sanh suốt cả ngày vậy đó. Nhưng mà không có chánh niệm, không có tỉnh giác, không có hiểu chúng như chúng là, phải không? Và luôn luôn là nghĩ rằng tôi làm phước sẽ có kiếp sau, tôi sẽ kiếp sau làm như này như kia. Và chúng ta quên mất rằng kiếp sau cũng chỉ có thấy, có nghe, có ngửi, có nếm, có xúc, có chạm, có cảm thọ, có âm thanh, có ánh sáng, có màu, có mùi, có tưởng, có tầm, có tư, có tham, có sân, có ganh tị tật đố như những khoảnh khắc này đây mà thôi. Nếu có kiếp sau. Vậy thì chúng ta chờ kiếp sau để hiểu pháp thì liệu có hiểu được không? Nếu khoảnh khắc này không có cái hiểu
thì chắc chắn là không rồi. Như vậy chúng ta học Phật Pháp để làm cái gì? Chắc chắn là chúng ta đeo đuổi vô minh. Nếu mà chúng ta không biết lời dạy của Đức Phật rất là thiết thực hiện tại, ngay cái thấy, nghe, ngửi, nếm đủ xúc chạm vào trong nhà của mình thôi. Tứ niệm xứ là gì? Đức Phật dạy nè, hãy quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Như vậy pháp nó ở đâu? Nó ở đây phải không ạ? Nó ở đây. Các bạn đừng đi, đừng chạy ra khỏi cái, đừng để cái nghe đi mất, đừng để âm thanh đi mất. Mặc dù âm thanh nó đến nhưng mà đừng để nó đi. Đừng để nó đi ở đây là sao? Là phải hay biết được nó là một pháp hữu vi. Nó sanh và nó diệt mất, không bao giờ trở lại nữa. Đó là tính chất vô thường của nó. Và chúng ta cảm nghiệm như là cái gì đó nó vẫn còn thường hằng, không có đâu. Không có một âm thanh nào từ sáng đến giờ nó sanh lại trong vòng sanh tử luân hồi, không có được. Đó là bản chất của nó. Không một tiếng nghe nào từ sáng đến giờ nó lại sanh vào trong vòng sanh tử luân hồi nữa, không có. Bởi vì nó đã được một cái duyên nghiệp sanh ra với nhân duyên của nó chỉ ở khoảnh khắc đó mà thôi, và rồi nó biến mất hoàn toàn. Rồi lại có cái thanh, cái âm thanh khác, lại có cái nghe khác phải không? Và ta tưởng chừng như cái nghe đó vẫn là mình, nhưng không phải. Cái nghe này là một nhân duyên mới, là một pháp mới, nại sanh và diệt đi như những cái nghe khác. Như vậy, không có cái gì là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, thì lấy đâu là con tôi, tài sản của tôi. Các bạn không có cái thấy, nó không có nghèo, không có giàu. Cái thấy nó chỉ thấy đối tượng thị giác thôi. Như vậy cái quả của bạn, nếu mà nó là một cái quả thiện, thì bạn đi đến cái thành phố đó, bạn nhìn cái cảnh rất là đẹp, nó chỉ là một cái khoảnh khắc đó thôi. Còn cái quả của bạn mà nó là xấu rồi, thì bạn nhìn cái đối tượng thị giác đó rất là xấu, thì cũng chỉ là một khoảnh khắc của quả đó thôi. Các bạn có hiểu được cái ý nghĩa này không? Như vậy là không có giàu và không có nghèo. Cái thấy nó không có thấy cái giàu, không có thấy cái nghèo. Và chúng ta đã thấy muôn trùng những hình ảnh của tứ đại đẹp xấu rồi, nó không là ai cả. Vậy thì chúng ta còn mong ước cái gì nữa? Chắc chắn rồi, chúng ta nếu có mong ước thì cũng lại trở lại với cái thấy. Và cái thấy đó lại thấy những cái màu sắc, cái nghe lại nghe âm, cái ngửi lại ngửi mùi, cái nếm lại nếm vị. Và tất cả những cái mà chúng ta đang đùa vui, đang giỡn, đang vô minh, nó chỉ là đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, âm thanh. Như vậy chúng ta đang bị mê loạn trong màu, trong mùi, trong âm thanh, trong vị, trong cứng, trong mềm, chứ không có ai cả. Không có ai cả. Không có ai cả. Chúng tôi đến đây để nói lên diệu pháp cho quý vị nghe. Quý vị đừng có chấp vào cái gì hết. Đừng có chấp vào cái gì hết. Những lời vàng ngọc của Đức Phật thì quý vị khéo lắng nghe, chứ đừng nói rằng sư phải như thế này, phải như thế kia. Sư không phải như quý vị. Sư là người đem đến giáo pháp cho quý vị. Với lời dạy của Đức Phật tốt đẹp, quý vị hãy lắng nghe. Hãy lắng nghe. Sư không đem đến những cái điều vô ích, thì quý vị phải nhớ là cái này rất quý báu. Mọi pháp nó đang hiện hữu ngay trong khoảnh khắc trong đời sống của mình, nhưng mà chúng ta cứ luôn luôn chạy về ngôn từ và câu chuyện, thì làm sao mà chúng ta hiểu được giáo pháp? Pháp nó đang thể hiện ở mắt, tai, mũi, lưỡi của chúng ta đó. Nên là chúng ta không cần phải đi đâu để tìm pháp hết. Chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng thanh thoát, và chúng ta cảm nhận. Có tham thì biết rõ là tham thôi. Lúc trước nó không tham, bây giờ nó có tham. Như vậy tham này là một pháp hữu vi, chắc chắn nó phải do duyên sanh rồi. Nó do duyên sanh thì nó diệt đi. Không ai có thể cấm cái tham sanh khởi được, và không ai có thể tạo ra chánh niệm và trí tuệ được. Tất cả mọi pháp gì sanh lên nó đều tùy thuộc vào nhân duyên. Nếu chúng ta không hiểu cái điều này, thì chúng ta có học giáo pháp của Đức Phật đến mấy đi chăng nữa, thì chúng ta cũng chỉ ô tà kiến và các phương pháp thực hành sai lạc mà thôi. Giáo pháp của Đức Phật là không có phương pháp, mà chỉ có pháp đang hiện khởi, chỉ có cái hiểu và cái không hiểu về nó.
Đó là điều mà chúng ta cần phải luôn luôn nhớ. Pháp nhân duyên là như vậy. Cái từ bút tá thì chúng ta biết là một cái danh từ nam tánh, chủ cách số nhiều, chỉ cho các con trai hay là các con gái. À thì về vận tục đế thì chúng ta có gia đình, có cha mẹ, có anh em là đúng rồi. Cái điều đó thì ai ai chả biết. Chúng ta nhìn thấy đâu có phải ai ai cũng biết đây là vợ tôi, con tôi, phải không ạ? À, nhưng mà Đức Phật đi xa hơn như vậy, thế rất là nhiều. À, là sao? Là Đức Phật thấy từng cái pháp sanh khởi. Chỉ khi nào có một cái ý nghĩ, nghĩ về cái người con, à thì nó hiện khởi ở đó mà thôi. Còn đôi khi chúng ta nghĩ về nhiều người khác, và chúng ta thấy có đôi khi chúng ta sống ở trong một gia đình, nhưng mà chúng ta lại nghĩ một cái cô gái khác, và thế là chúng ta có nhân duyên để lập gia đình với cô gái đó và bỏ người vợ của mình. Và chúng ta thấy đó không phải là vợ mình nữa, phải không? Như vậy con đâu, tài sản đâu, tất cả pháp nó đều tùy thuộc vào nhân duyên của nó hết. Khi mà chúng ta hiểu điều này thì chúng ta thấy thấy làm sao? À, thấy những cái pháp hữu vi này không đáng để bám víu, không đáng để mong cầu, không đáng để tìm kiếm, không đáng để tạo tác thêm nữa. Chúng ta tưởng rằng chúng ta có đời sau là chúng ta ư? Không. Đời sau cũng chỉ là thấy, là nghe, là ngửi, là đếm, là xúc, là chạm, là cứng, là mềm, là nóng, là lạnh mà thôi. Và cái kinh nghiệm chúng như khoảnh khắc này đây, chứ có cái gì nữa đâu. Các bạn chỉ giùm tôi xem là có cái gì ngoài cái thứ này không? Không. Như vậy thì không có con trai, không có con gái ở đây ha. Vậy con trai, con gái ở đây là Đức Phật muốn nói lên cho chúng ta là hãy sống thánh thiện một đời sống có chánh kiến và không có lầm lạc trong các pháp, sống để xả ly, đi tham đoạn nghiệp. Phải luôn luôn nhớ cái điều đó. Putta, Putta là một cái danh từ nam tánh chia theo chủ cách số nhiều trong câu phụ kệ này là các con cha. Mát thí cộng với mê cộng với ác thí. Mê nó tương ứng với này cái từ á hăng, nó là một cái đại từ, nó chia cách là của tôi, của tôi. Thường thường chúng ta chấp là của tôi, của tôi. Khi nào mà chúng ta thấy tiền bạc tài sản này kia, chúng ta thấy nó chỉ là cái cứng cái mềm, cái để sử dụng, cái để yêu thương, để cho người này cho người kia, để nuôi cha mẹ, để biếu ông bà, để cúng dường cho sa môn bà la môn, để tạo dựng những cái phước lành, để xả ly, để đi tham, thì chúng ta sẽ làm được mọi việc phước báo, và chúng ta không còn chấp thủ vào bất cứ một cái gì là tài sản nữa. Khi chúng ta hiểu giáo pháp thì nó vô cùng là vi diệu. Rồi cái từ tha năng, tha ná là một cái danh từ trung tánh chủ cách. Đó là tài sản. Tài sản ở chúng ta thì sao? Nhà cửa này, tivi, truyền hình, đầu máy, cuốc xẻng, trâu bò, trai gái, rồi là lợn gà, heo vịt. Thì chúng ta luôn luôn tiền bạc, vải vóc, gấm lụa này kia, hoa trái, thì tất cả những cái đó đều là tài sản. Cái tài sản mà chúng ta sống ở trên cái trái đất này, điều đó Đức Phật không có nói với chúng ta, mà phải hiểu được những cái đó chỉ là đất, là nước, là lửa, là gió, và chỉ để sử dụng trong một thời gian ngắn hay một thời gian dài. Chúng có thể mất đi, hay là chúng ta có thể bán đi, hay chúng ta có thể cho đi, hay là cướp có thể lấy đi. Và rồi ta bệnh cũng phải mang cái tài sản đó ra mà chữa bệnh, và tất cả rồi chúng ta cũng chia tay với cuộc sống này. Do vậy mà ở đây chúng ta phải hiểu rằng là sao? Là tài sản này không phải là của tôi, tức là chỉ để sử dụng theo đời sống và nhân duyên của nó. Khi nào nó còn đến với chúng ta thì
đó cũng là cái quả. Khi nào nó mất đi thì nó cũng mất, cũng là cái quả. Như vậy chúng ta phải hiểu này, khi chúng ta cho đi và cái người ta lấy trộm mất đi, mà tâm của chúng ta nó tự tại, chúng ta nhìn cái pháp, thì cái đó mới gọi là cái sanh diệt của nó. Khi mà cái người đó, người khác lấy trộm đi mà chúng ta cũng không buồn, không vui, mà khi cho đi, chúng ta cảm thấy hai cái cho đi này, cái cho đi và cái mất đi này, nó đều giống nhau cả thôi, thì tâm của chúng ta lúc đó nó mới gọi là cái người có trí. Cái người có trí nó chỉ khác một điều là cái kia thì chúng ta tạo phước báo với nhân thiện, còn cái này là cái quả mà bất thiện nên người ta lấy trộm của mình. Nhưng mà chúng ta thì sao? Tâm của chúng ta chưa có cái hiểu biết về cái tài sản này, nên là Đức Phật dạy cho chúng ta là con tôi, tài sản tôi, người ngu nghĩ như thế, tự ta không có con đâu, tài sản đâu. Lúc mà chúng ta ngủ say đó, cha mẹ con cái, tài sản ruộng vườn, người thân kẻ thù thì ở đâu? Ở đâu? Không, hoàn toàn chúng ta không biết gì về thế giới này hết á. Mặc dù chúng ta vẫn thở đó mà chúng ta cũng không biết luôn. Chỉ khi nào cái thấy sanh khởi, nhà cửa con cái ruộng vườn, tham sân si sanh khởi, kẻ thù mới sanh khởi thôi. Tất cả nó đều, khi mà chúng ta hiểu được các pháp thì chúng ta thấy được rằng nó chỉ là từng khoảnh khắc của thấy, của nghe. Kẻ thù của chúng ta cũng là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc. Ví dụ như là chúng ta nghe ai đó cái âm thanh của sư chẳng hạn, chúng ta ghét, thì có phải là tự chúng ta gây nên kẻ thù? Kẻ thù với cái sắc đó. Hay là cái màu mà chúng ta nhìn chúng ta thích thú đó, hay là chúng ta ghét bỏ đó, tự chúng ta gây kẻ thù. Như vậy kẻ thù của chúng ta là ai? Kẻ thù của chúng ta là một người giấu mặt, giả bộ một cái người bạn rất là thân. Kẻ thù của chúng ta chính là ông chủ tham, dẫn dắt chúng ta qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua ý hàng ngày rất là ngọt ngào. Và ông chủ này thì thôi, vô cùng tinh tế, vô cùng tinh tế, vô cùng tinh tế, vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng tế nhị, vô cùng yêu thương và mật ngọt. Các bạn gặp ông chủ này chưa? Rồi, cái từ thanh á là cái danh từ chúng tánh, nhờ tài sản. Tí ý tí là một cái trạng từ, nghĩ thế, như vậy, cho rằng, dấu hiệu thích, dẫn một câu nói tiếp. Từ ba lô ba lá, ba lô ba lá là chỉ cho cái kẻ ngu. Kẻ ngu là kẻ nào? Kẻ ngu là gì? Kẻ ngu là gì? Là tiến sĩ, là giáo sư, là đại học, là người giàu có, là người nghèo khó, mà không biết đến tứ thánh đế, không biết đến mắt tai mũi lưỡi của mình là vô thường khổ vô ngã, không biết về sáu căn, không biết về các pháp. Những người không biết được những cái đặc tính của thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm trong đời sống hàng ngày là pháp vô vi, là vô thường khổ vô ngã, tất cả những người đó đang nằm trong cái con người này. Đó, kẻ ngu là không thấy được pháp, hữu vi là vô thường, là khổ, là vô ngã. Đó được gọi là kẻ ngu. Chứ không phải là bác học là thông minh, không có. Thời của Đức Phật đó, các cô, các bác, các chú, các gì, đa phần là không có học hành gì hết đó. Nhưng mà cái nền đạo đức nhân bản ngày xưa nó vô cùng là tốt đẹp. Chính vì cái đạo đức đó đó, nên các vị đó không có phạm những cái giới hạnh này kia. Nên Đức Phật dạy về giáo pháp qua nghe trực tiếp như vậy, là các cô, các chú, các bác, Đắc Tu Đầu Quần, Tư Đà Hàm, A La Hàm hay là các chư tăng,
ở nơi đó đắc đạo quả là rất dễ dàng. Chúng ta bây giờ học nhiều không? Học rất là nhiều. Chúng ta chỉ đeo đuổi những cái bằng và những cái gì? Những cái pháp hay là những cái gì? Những cái gì chúng ta nhớ nhiều về một pháp, hai pháp, ba pháp, bốn pháp. Nhưng mà cái học đó là cái học nguy hiểm vô cùng vô tận. Cái học là phải hiểu được pháp nó xuất hiện trong đời sống hàng ngày. Thì cái học đó mới đưa đến trí tuệ. Và cái pháp học đó nó mới đưa đến pháp hành. Cái pháp hành đó nó mới đưa đến pháp thành. Tại sao chúng ta học mà cứ sân si, tham rồi ngã mạn hoài? Tại vì chúng ta học không có đúng cách. Không có đúng cách. Rồi cái từ attahi, attano, natthi, kuto, kuta. Atta là chỉ cho gì? Bản thân, danh từ nam tánh, chia theo chủ cách. Hí là thật vậy, chạm từ. Attano, danh từ nam tánh cũng chỉ cái của mình. Kuto là chạm từ đâu. Rồi cái từ kuto tha năng là tài sản có được sao. Như vậy ở đây câu pháp cú này Ngài Thích Minh Châu Ngài dịch là: con tôi, tài sản tôi, người ngu nghĩ như thế, thân ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Cái câu ở đây Đức Phật dạy về pháp, chứ không phải là dạy chúng ta là nghĩ như vậy để bỏ con, bỏ cái, bỏ gia đình. Không phải. Những người hiểu pháp là những người yêu thương một cách tinh tế, vô bờ bến đối với tất cả mọi người, mọi chúng sanh. Vậy bất cứ khi nào chúng ta có hiểu biết về chánh pháp là từ tâm nhẫn lại chân thật ba la mật đều sanh khởi hết. Đó là một điều kỳ diệu của pháp. Kỳ diệu của pháp. Người nào hiểu được pháp vô ngã thì người đó vô cùng có cái sự yêu thương và rất là tinh tế. Chính vì chấp ngã nên là chúng ta gặp ai đụng cái gì chúng ta cũng sân hận, bực bội, khó chịu. Còn cái người hiểu pháp vô ngã thì sao? Người hiểu pháp vô ngã im lặng cũng là thương yêu, khi nói thì có trí tuệ và nâng đỡ. Như vậy chúng ta thấy rất là đặc biệt. Rồi bài kệ này thì được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngụ gần cái thành Sau Ấp Thi để đề cập đến ông trưởng giả Anan. Và nói đến trưởng giả Anan thì thời đó trong cái thành Sau Ấp Thi thì có cái vị trưởng giả tên là Anan. Và vị này có rất nhiều những cái gia sản lên đến 800 triệu đồng tiền vàng, nhưng lại có tiếng là Đại Hạt Tiện. Đại Hạt Tiện. Thì cứ mỗi kỳ nửa tháng thì ông ta nhóm họp những cái thân quyến của mình một lần. Rồi trước mắt mọi người trong gia tộc, ông gọi công tử Munasiri là tiền tài, là con trai của ông, và nhắc nhở rằng chớ có lưng cho rằng 800 triệu đồng tiền này là nhiều rồi. Giàu có của cũng chẳng nên bố thí. Hãy ráng làm cho tiền của nó sanh lên mãi. Rồi một đồng cũng chẳng lên tiêu phí mà hao hụt gia tài. Thì ở đây chúng ta biết rằng trong chúng sanh loài người á, thì có những cái người tập tánh, tập khí đến lâu đời và rất là keo kiết bủn xỉn. Và ông nhắc nhở con trai ba lần. Như thể là kế đó thì ông đọc luôn cái câu kệ nè: anh chắc là măng khát dân lý xoa upachita nành chắc à chắc rằng à chắc dân mu thù nành chắc sắc mà hà năng pandito gaha mà vasiti. Thấy những giọt thuốc hư mới góp chứa vào ổ, cơm với chút mật dư hiền sĩ ngồi nhà độ.
Ở chúng ta đó, cuộc sống của loài người thì nó rất là phong phú và rất là đa dạng, các pháp nó sanh khởi. Ví dụ như chúng ta thấy người miền Nam á, thì cái sự phóng khoáng nó từ ngàn xưa, do cái vùng đất, do thổ nhưỡng, do sự cha mẹ dạy dỗ con cái là luôn luôn phải sống nó phóng khoáng. Và ở những cái miền như là miền Trung hay là miền Bắc, những cái nơi mà nó sinh ra những cái khí hậu, những cái thời tiết, những cái khắc nghiệt của cuộc sống, mùa màng thất bát này kia, thì con người ta luôn luôn thủ giữ. Chính vì vậy nghiệp nó phân chia các cái loại chúng sanh rất là rõ ràng. Thì cuộc sống và thời Đức Phật cũng vậy. Và những cái người giàu có keo kiết là do nhiều đời họ sống ở những cái vùng miền, ở những cái nơi nhiều kiếp sống và nơi khó khăn, nơi gian khổ. Rồi họ làm được một những cái việc phước nào đó một hai lần, mà cái kiếp sau họ giàu có lên thì họ sợ thao hụt tiền bạc, và họ sợ mất cái tiền bạc, mất cái danh tiếng và cái thường cận cái duyên của nhiều kiếp sống hoặc sống với cái tâm bổn sẻn keo kiết đó. Nên là khi sanh ra đời á, thì những cái này, những cái pháp này nó làm chướng ngại cái cuộc đời của họ. Thì cũng vậy, một thời gian sau á, thì không kịp chỉ cho năm cái hầm tài sản lớn của mình cho cái người con biết. Vậy chúng ta thấy keo kiết nè, họ giấu cả vợ cả con của mình, họ đem đi chôn cất. Thì cái ông trưởng giả A-lam này rất là hà tiện, nhưng lại rất tự mãn, và thế nào ông mất bằng. Và cái tâm thức của ông thì tái sanh trong lòng một cái phụ nữ Chiên Đà La, Chan Đà La, ở một cái giai cấp cùng đinh của Ấn Độ thời đó, và cư ngụ trong một cái ngôi làng nhỏ ngoài cái cổng thành Savatthi. Thì lúc bây giờ quốc vương hay tin là cái ông A-lam từ trần thì bèn triệu cái công tử Munasiri này vào bệ kiến, rồi phong cái chức tước trưởng giả cho công tử. Thì lúc bây giờ 1000 cái gia đình Chiên Đà La này vẫn cùng nhau làm thuê, làm mướn thì chung quanh để sống qua ngày. Nhưng mà từ lúc cái ông trưởng giả hà tiện tái sanh vào cái dòng họ thì không còn tìm được cái việc làm như trước nữa. Chúng ta thấy một cái con người ác mà khi tâm họ tục sanh vào cái ngôi làng nào đó thì cái sự ảnh hưởng rất cũng rất là lớn. Và ông tái sanh vào đây thì cái ngôi làng này đã nghèo rồi, thì bây giờ lại không có cái gì để ăn nữa. Dầu chỉ là một cái việc làm được trưởng giả, được trả công bằng bữa cơm cũng không được. Và họ mới bàn rằng chúng ta ngày nay đi xin việc làm để kiếm ăn cũng không có. Chắc là trong cái bộ lạc của chúng ta đó thì có cái kẻ rất là xui xẻo gọi là Kalakami. Thì ở chung thì họ bèn chia làm hai nhóm và lựa chọn lần đầu để loại ra cái kẻ hắc vận. Và khi loại giết kẻ đến cặp vợ chồng cha mẹ của đứa bé, thì họ biết rằng trong cái gia đình này có kẻ xui xẻo sanh ra, thì họ bèn đuổi mẹ của đứa bé khỏi cái bộ lạc đó. Và cái người phụ nữ này còn đang mang thai thêm nữa, thì ngày nào là còn vất vả ngày đó. Cái người phụ nữ này mang thai cái người đó, và mang thai thì người mẹ vất vả không có kiếm được ăn.
và đi xin việc làm thì sống lây lắc cho đến lúc mà sanh ra cái đứa con trai của mình. Thì cái đứa bé này tay chân thì nó vẹo vỏ, mắt thì nó lé, nhất lé gì lùng mà tam liên tứ trọt đó. Ông bà mình nói nó cũng đúng nhiều lắm. Mũi và miệng thì nó đều không nằm đúng cái vị trí thông thường, với cái hình chung rất là cổ quái như cái loài ngạ quỷ vậy, trông rất là xấu xí, không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên mẹ nó cũng không có bỏ rơi tình thương của người mẹ thì đối với đứa con ruột của mình sanh ra. Và cái người phụ nữ này muốn đứa con này cũng gặp nhiều cái, nuôi cái đứa con này gặp rất nhiều khó khăn, ngày nào thì bà cũng đem nó theo, là ngày ấy bà chẳng được một cái chút gì để ăn. Và còn bỏ nó lại ở nhà thì bà đi đến đâu thì cái ngày đó lại tìm được cái việc làm có lương, và ở trong đời sống này có những cái ngôi nhà, có những cái người cha người mẹ, có những cái người con. Như vậy là có thật thưa quý vị, rất là thật, và chúng tôi đã thấy rất là nhiều. Và đến khi đứa bé trọng tuổi rồi đó thì có thể ôm bát đi xin ăn, tự nuôi mạng sống được, thì bà mẹ không thể chịu nổi cái điều đó nữa rồi. Nhà nếu đứa bé để ở nhà này thì cuộc sống nó quá ư là khó khăn và vất vả. Thì bà mới trao cho đứa con cái bát và bảo: con à, cha mẹ vì con mà phải đau khổ ê chề, thôi bây giờ không nuôi nổi con nữa, trong cái thành này thì người ta có thí cơm cho những cái người bần cùng hành khất, vậy con hãy vào đó đi xin ăn mà nuôi bạn. Nói rồi thì bà mẹ mới đưa cho, mới bảo đứa con của mình. Và đứa con thì lần theo từng nhà để xin ăn, thì đứa bé này đi đến xóm nơi mà nó đến thì nó nhớ được cái tiền kiếp là trưởng đại A-la. Thì đến đây thì cái tâm tưởng nó tưởng lại, nó thấy lại được cái cảnh cũ, nó sực nhớ lại được một cái chuyện xưa, và nó bèn xăm xăm đi ngay vào cái nhà của nó. Qua từng cái cánh cổng thì không một ai lưu ý đến nó. Như vậy chúng ta thấy đó, kiếp trước cha của cái người đó mà bây giờ đến có ai nhận ra đâu, có ai nhận ra đâu. Nhưng mà nhận ra để làm gì? Mỗi một kiếp tái sanh chúng ta thấy nó chỉ là thọ tưởng hành thức mà thôi. Và nó đến từng cái cổng, nó đến cái cổng thứ tư thì cái đứa con trai nhỏ của cái trưởng giả Mu Ná Xí Lý thì trông thấy nó thì rất là hoảng sợ và thét lên. Nó thét ông nội của nó kiếp trước á, nhưng mà đâu có phải là ông nội nữa rồi phải không? Bây giờ là kiếp khác rồi. Khi ấy thì các cái gia đình của ông trưởng giả đuổi nó đi ra đi này hắc ám, rồi họ còn đánh đập này, rồi họ ôm đứa bé ăn mày ném lên ném xuống vào những cái đống rác. Và bây giờ thì Đức Thế Tôn cùng với Đại Đức Ananda và cái vị Sa Môn Thị Giả, ngài đi trì bình đến thì ngài cũng vừa đến nơi đó, ngài nhìn thấy, ngài nhìn Đại Đức và Đại Đức bạch hỏi nguyên do nè. Ngài giải rõ cái câu chuyện tái sanh của trưởng giả A Nam đi Hà Tiện. Thì Đức Thế Tôn mới bảo Đại Đức bảo gia đình đi mời cái trưởng giả Mu Ná Xí Lý đến. Thì đại chúng thấy lạ lên tụ tập lại xem thì rất là đông. Đức Thế Tôn gọi trưởng giả Mu Ná Xí Lý và hỏi: ông có biết cái đứa bé này chăng? Thưa tôi không biết. Đức Bổn Sư chỉ dạy nó là trưởng giả A Lam, cha của ông trong kiếp trước. Và thấy trưởng giả Mu Ná Xí Lý chưa tin lời thì Đức Bổn Sư mới bảo đứa bé này ăn mày này, trưởng giả A Lam, ông hãy chỉ cái chỗ năm cái hầm đại tài sản đã chôn cho con trai của ông đi. Và sau khi đứa bé chỉ năm cái hầm của chôn giấu đó thì ông Mu Ná Xí Lý biết sức tin tưởng nơi Đức Bổn Sư nên ông xin quy y với ngài. Và Đức Bổn Sư nhân cái cơ hội đó mới thuyết pháp đến cái ông Mu Ná Xí Lý này, rồi đọc lên cái bài kệ này: Bhuta Matthi Thanang Matthi Itipano Vi Hanyati
Attahi attano natthi kuto putta kuto thật năng. Người ngu chấp ngã tự hào, đây con, đây của, ta đào tạo ra. Nhưng không biết chính mình ta còn không tự chủ, vốn là của con. Cuộc sống của chúng ta là các pháp hữu vi. Bản chất của tham sân si rất là sâu kín. Và tà kiến luôn luôn len lỏi sau những cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm. Và cái tà kiến ở trong những cái lậu hoặc ẩn rất là sâu, khó thấy tế nhị. Thế mà chúng ta thức dậy là đã có cái tôi, cái của tôi rồi. Tham cũng của tôi, sân cũng của tôi. Như vậy chúng ta chấp cả những cái bất thiện này là của tôi nữa. Nếu mà chúng ta không chấp bất thiện là của tôi thì chúng ta đâu có đánh đập, đâu có chửi rủa, đâu có lăng mạ. Đúng không? Đúng không? Đâu có tự ái. Chúng ta có cả trái đất này tươi đẹp như vậy, chúng ta sống chúng ta không có chịu, phải không ạ? Chúng ta muốn mọi thứ là của tôi, là tôi. Chúng ta có biết rằng là đối tượng thị giác nó biến mất đi hàng ngày không? Nó mất đi, cái gì đi làm cho chúng ta đau khổ? Chúng ta đang chấp vào cái gì? Không phải cái đối tượng thị giác mất đi làm cho chúng ta đau khổ, mà chính là cái chúng ta thích cái đối tượng thị giác đó. Bây giờ chúng mất đi làm cho chúng ta đau khổ. Và chúng ta có biết rằng biết bao nhiêu đối tượng thị giác đã mất đi, biết bao nhiêu đau khổ đã mất đi, nhưng mà chúng ta cũng không có tỉnh ngộ ra được. Không phải cha mẹ chúng ta mất đi, chúng ta khổ đâu. Không phải anh em chúng ta mất đi, chúng ta khổ đâu. Mà chính là những cái đối tượng thị giác, âm thanh, màu, mùi, vị nào mà chúng ta thích thú, chấp thủ, nó mất đi làm cho chúng ta đau khổ. Và hàng ngày có cái gì không mất đi không? Nó là một cái điều mà chúng ta thấy không có gì tồn tại trong một sát na của nó. Rồi này có âm thanh, lại màu, lại vị, phải không? Như vậy thì rồi chúng ta lại thích, rồi lại phải ghét, rồi lại phải sầu khổ khi những cái thứ này nó cứ sanh và mất đi, chúng ta không hiểu được. Nó chính là pháp vũ vi, là vô thường, là khổ, là vô ngã với bản chất của nó. Mắt, mũi, tai, lưỡi, con của quý vị
nó đi theo cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nghiệp, cái cảm thọ, cái xúc chạm của nó, theo nhân duyên của nó. Nó thương ai, nó ghét ai đều do cái nhìn nhận về đối tượng thị giác màu, mùi vị, âm thanh của chính nó. Các bạn cũng vậy và tôi cũng vậy. Có đôi khi có nhiều người rất là ghét tôi, nhưng mà tôi không bao giờ ghét người đó. Cả cái điều đó đều phụ thuộc vào nhân và duyên. Có những điều, có những cái đối tượng thị giác các bạn thích, nhưng mà không hẳn người khác thích. Như vậy cho chúng ta thấy, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm trong đời sống hàng ngày, chúng ta hầu như không bao giờ quan tâm và nhớ về nó là pháp. Chúng ta có học pháp thì chúng ta chỉ chạy theo cái ngôn từ của cái người đó nói cái gì, cái câu chuyện gì, thì làm sao mà hết được tham, hết được sân, hết được si. Chắc chắn rồi, tham sân si nó phải đến từ sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, nó rất là thiết thực hiện tại. Vánh niệm và trí tuệ nó cũng phải đến từ đó. Đức Phật đã dạy cho chúng ta rất rõ, tham nó ở con mắt, thì chánh niệm và trí tuệ cũng phải sanh khởi được ở đó và diệt được ở đó. Còn mắt thì nó không có tham, phải không? Đối tượng thị giác nó cũng không có tham, cái thấy nó cũng không có tham. Chính vì nó tham cái đối tượng thị giác xuyên qua cái thấy đó, đó chính là cái gì? Đó chính là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Ngay sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng sanh khởi suốt cả ngày, cả đời này qua đời khác. Nếu mà chúng ta không hiểu được nó thì làm sao mà không có con tôi, tài sản của tôi được. Hầu như lúc nào cũng của tôi hết á. Cái mà chúng ta ghét thì sao? Thì nó cũng của tôi luôn. Của tôi luôn. Khi nào mà chúng ta thấy đối tượng thị giác, nếu mà không có đất á, thì đối tượng thị giác nó cũng không sanh khởi được. Nếu mà không có đất á, thì âm thanh nó cũng không có sanh khởi được. Không có tứ đại á, thì màu nó cũng không sanh khởi, mùi nó cũng không sanh khởi, vị nó cũng không sanh khởi được. Như vậy, cái là vợ tôi hay là màu của đất, màu của tứ đại, hay là của quẩn, của sắc quẩn, hay là của khổ đế. Khi nào mà chúng ta thực thấy, thực biết về nó. Vợ của tôi là sắc quẩn đang hoại diệt. Vợ của tôi đang là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn đang hoại diệt. Chồng của tôi cũng là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn đang hoại diệt. Thì lúc đó cái câu kệ này được hiểu là, được hiểu đúng là không còn là người ngu nữa. Con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh ưu não, từ ta không có con đâu, tài sản đâu, cái cứng, cái mềm đó đâu có thuộc về ai đâu, không thuộc về ai hết. Chúng ta không có tạo ra được cái gì ở trên đời này cả, mà chỉ có pháp của vi sinh ra thôi. Chúng ta có hơn người khác là chúng ta có đất nhiều hơn người khác. Ở nhà của chúng ta nó có nhiều cái thứ đất hơn người khác chút thôi. Người nghèo thì người họ cũng có đất, cũng có mái tranh, có bầu trời, có cây cối này kia. Và tâm của chúng ta nghĩ rằng chúng ta giàu hơn họ thôi. Nhưng mà cái giàu nhất của cuộc đời này là gì?
là người có trí tuệ giàu, người đó không có hộp gạo để ăn, mà người đó hiểu pháp hữu vi là vô thường, là khổ, là vô ngã. Người đó mới là người thánh, người đó mới là người cao quý, người đó mới là người con Phật, người đó mới là bậc vĩ nhân. Chứ không phải là cái người nhiều ngôn ngữ, nhiều từ ngữ, nhiều vàng, nhiều bạc, hay là xấu, hay là đẹp, hay là giàu, hay là mập, hay là béo. Không có. Không có chuyện đó. Và chúng ta qua câu chuyện này chúng ta học được bài học gì? Chúng ta đi với cái nghiệp của mình. Tài sản chúng ta cho hết con cá, nhưng bây giờ cá nó có nhận ta không? Hay là chúng ta sanh vào cái gia đình kia là làm khổ cái đời của bà mẹ kiếp kế, bà mẹ mang thai mà không có cái gì để ăn hết á. Mà chúng ta biết là người mẹ mà mang thai con, và cái người con ác nghiệp mà mang thai đã 9 tháng 10 ngày đẻ đau mà không có cái gì để ăn, thì quý vị biết rằng người phụ nữ như vậy thì chúng ta biết rằng nó khổ cung cực. Như vậy thì tối thiểu chúng ta học Phật Pháp cũng đừng để sinh ra làm khổ người khác. Vậy thì có tài sản, hãy biết bố thí, hãy biết nuôi cha, nuôi mẹ. Hãy biết sống chừng mực. Hãy biết đóng góp cho xã hội, cho đoàn hội, cho từ thiện. Khi mà những người nghèo khó, khó khăn, ví dụ như đang trong những cái dịch bệnh như thế này, thì phước của chúng ta vô cùng lớn. Và chắc chắn một điều là chúng ta đắc tu đầu quần đi chăng nữa, chúng ta vẫn phải tái sanh. Mà chúng ta biết thiện pháp là cái lôi để cho trí tuệ tăng trưởng. Không có thiện pháp thì trí tuệ không thể nào mà có thể lớn mạnh để vẹt cái màn vô minh này được. Chúng ta thấy không? Đời sống của chúng ta sáng mở mắt ra thấy mọi người mọi loài như vậy đó, nhưng mà vô minh từ sáng đến chiều. Vậy chúng ta thấy minh nó sanh ở trong tối, vô minh nó cũng sanh ở trong tối. Tất cả những cái tâm nhận biết nó đều sanh ở trong bóng tối hết. Nó hình thành và tích lũy ở đó hết. Và nó rất là tiềm ẩn. Và nó rất là gì? Rất là bí mật. Do đó mà chúng ta không nhận biết được cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng trong đời sống hàng ngày đó, thì chúng ta sẽ không nhận biết được phiền não. Không nhận biết được phiền não, chúng ta cũng không phát triển được chánh niệm và trí tuệ. Người nào càng nhận biết được phiền não thì trí tuệ nó mới tăng trưởng. Chứ không phải là chạy trốn cái phiền não đâu, cũng có chuyện đó đâu. Và chúng ta thì rất sợ phiền não, phải không ạ? Càng sợ thì nó càng phiền não. Phiền não là một pháp để hiểu, để biết được nguyên nhân của sanh tử, và để cái con đường bát chánh đạo chấm dứt đó. Không phải ngồi thiền theo cái phương pháp này, phương pháp kia mà nó có trí tuệ. Mà trí tuệ nó phải đến từ cái sự nghe, từ cái sự gặp các bậc hiền trí nói về những cái gì là thật trong đời sống hàng ngày. Các pháp đang sanh khởi, và chỉ có cái sự hiểu biết về thì mới làm duyên cho chánh niệm mà thôi. Định thì không thể nào có sự hiểu biết được.
thấy không có sự hiểu biết, nghe không có sự hiểu biết, cứng mềm nóng nặng không có sự hiểu biết, chánh niệm cũng không có sự hiểu biết, mà chỉ có trí tuệ mà thôi. Trí tuệ ở đâu thì chắc chắn là phải có chánh niệm và chánh định nó ở đó rồi. Nó phải đi chung với cái tổ hợp của nó, bởi vì các pháp đồng sanh là 19 sở hữu biến hành, không thể thiếu được. Và 6 cái sở hữu, à 7 cái sở hữu, 7 cái sở, 7 cái tọa tha nó biến hành như vậy thì định nó có mặt ở trong tất cả tâm. Như vậy thì chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng chỉ có các pháp duyên sanh và diệt, chứ không có cái gọi là con tôi, tài sản tôi. Như chúng ta lầm tưởng và chấp vào trong đó, để rồi những cái ác pháp nó tăng trưởng, để rồi chúng ta luân hồi sanh tử. Như vậy thì cuộc sống này mãi mãi chỉ là những cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái xúc, cái chạm. Ở đây hay ở kia, ở cõi này hay cõi khác. Cái buồn, cái vui, cái giận, cái hờn. Ở đây, ở kia, ở cõi này, cõi khác. Nước này, nước nọ, gia đình này, gia đình kia, nó vẫn đang hiện khởi và hoại diệt theo nhân duyên của nó. Và không có một ai cả. Bất kể mọi thế giới nào cũng không có một con người nào cả. Cái là thực chỉ là thấy và đối tượng thị giác, là nghe và âm thanh, là màu, là mùi và cái sự ngửi, là vị và cái nếm, là cái xúc chạm và cái cứng mềm, và những cái suy nghĩ. Và cái đó chính là thật, cần phải được hiểu như chúng là. Thời pháp đến đây cũng vừa phải rồi. Phước báo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Thác Bà, xuất sanh ngạ quỷ, phi nhân, Atula, Diêm Chúa, và kính chư phước lành để đến tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Mong cho quý ngài quý vị tùy hiện phước báo thanh cao này và sớm thấy được lý tứ thánh đế trong đời sống của mình. Và phước lành này có nguyện là nhân là duyên thành tựu ba la mật và trí tuệ, chứng đắc được đạo quả ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp của Đức Thế Tôn vô thượng này. Với lời chân thật này, con nguyện phước báo này xứng đáng là con của Đức Thế Tôn vô thượng. Nam mô Bụt Thầy.